vương siêu xuyên qua. Xuyên việc đến một tên không sáu năm Thái Dương đội sắp bị sa thải tiền đạo trên người. Tùy thân bổ sung bóng rổ chi thần hệ thống để hắn bắt đầu liền đạt được mãn cấp 3 điểm năng lực giá trị. Một xạ thủ siêu cấp 3 phần xuất thế. Ngoài vạch 3 điểm hắn bắn không trượt, các loại bóng 3 điểm không nói đạo lý làm cho liên minh lâm vào khiếp sợ. Nats, không có vương siêu chúng ta như thế nào bảo vệ quán quân, cầu đội bóng đỉnh lương tiếp tục hợp đồng vương siêu. Tiểu thuyết mấu chốt NBA Ta mới là bóng rổ chi thần không đạn cửa sổ, NBA Ta mới là bóng rổ chi thần TXT toàn tập đao loa, NBA Ta mới là bóng rổ chi thần Chương 1 Bắt đầu mát cấp 3 phần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 2. Nhiệm vụ ban thưởng, thần xạ thủ thiên phú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3. Vương siêu lại đăng tràn, đem bóng truyện cho ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4. Ba phần nổ bắn ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc chương 5 Kinh ngạc Đức An Đông Ni Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Cơ hội tới, toàn chủ lực đăng tràn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 7 Tiểu tử này, chạy rất nhanh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 8 cái này đều có thể tiếng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Tuyệt sát ba phần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Thiên phú cây cùng thần xạ thủ thiên phú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc.